Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ hai, ngày 18 tháng 4 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin này sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới trước giờ mở cửa phiên này đang giao dịch ở mức 1.972,95 đô la Mỹ trên một ao. Mức giá này cũng là mức giá đóng cửa phiên giao dịch tuần vừa qua. Chỉ số đồng đô la Mỹ trước giờ mở cửa phiên này đang đứng ở mức 100,499 điểm. Đối với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thời điểm này thì đang giao dịch ở mức 40.404 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trước giờ mở cửa phiên này thì đang giao dịch ở mức 2,827% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng, trước giờ mở cửa phiên này thì đang neo ở mức cao 106,475 đô la Mỹ trên một thùng. Quý vị và các bạn thân mến, trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng thế giới đã có một tuần khá thành công với 3 phiên tăng và chỉ một phiên giảm. Giới quan sát nhận định yếu tố chính giúp nâng đỡ giá vàng trong hầu hết tuần qua chính là báo cáo về lạm phát tại Mỹ tiếp tục nóng. Tính chung trong tuần, giá vàng thế giới đã tăng mạnh tới 28 đô la Mỹ trên một ounce so với mức giá mở cửa tuần. Giá vàng tăng do nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng tại Ukraine kéo dài và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, cộng với áp lực lạm phát tăng nóng, trong đó lạm phát là yếu tố chính. Các chuyên gia nhận định rằng xu hướng của giá vàng sẽ không thay đổi trong ngắn hạn, với việc Fed vẫn dự kiến sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản vào tháng tới để kiềm chế lạm phát. Vàng tiếp tục được hỗ trợ như một công cụ bảo toàn tài sản trước những diễn biến mới ở Ukraine. Theo kết quả khảo sát diễn biến giá vàng thế giới tuần tới của Kiko News, tâm lý tăng giá vẫn tiếp tục thống trị trên thị trường vàng, với sự biến động khiến các nhà đầu tư chú ý tới mức 2.000 đô la Mỹ trên một ounce một lần nữa. Cụ thể, hầu hết 13 nhà phân tích tham gia cuộc khảo sát thị trường vàng ở phố Wall đều lạc quan khi mà được hỏi về kỳ vọng giá vàng trong tuần tới. 46% dự đoán mức tăng giá, 31% dự báo giảm giá và 23% còn lại cho ý kiến trung lập. Trên phố Main, tâm lý của các nhà đầu tư thậm chí còn mạnh hơn. Trong số 1.254 nhà đầu tư bán lẻ tham gia khảo sát thì có đến 72% dự đoán giá cao hơn, 16% ước tính giảm và 12% trung lập. Ngày càng có nhiều niềm tin vào một đợt tăng giá hàng hóa dài hạn với sự suy yếu của tất cả các loại tiền tệ chính. Nếu vàng có thể vượt qua được mức 2.000 đô la Mỹ trên một ounce, nó sẽ làm mất hiệu lực của đỉnh kép và khiến nó không có giới hạn để hoạt động, theo chiến lược gia về tiền tệ Adam Button của ForexLiver.com dự báo. Và một thông tin nữa chúng tôi cũng đã đề cập ở những bản tin trước đó, là theo Goldman Sachs, giữ vàng trong danh mục đầu tư có thể là một biện pháp phòng ngừa tốt khi mà lạm phát tăng cao và Fed bắt đầu tăng lãi suất. Và đặc biệt là theo ngân hàng này, giá vàng có thể sẽ vượt quá 2.500 đô la Mỹ trên một ounce trong năm nay, với mức giá này quy đổi sang Việt Nam đồng cộng với mức chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới, giá vàng tương đương trên 85 triệu đồng trên mỗi lượng. Theo Philip Chable, chiến lược gia thị trường trưởng tại Brula Future, nói rằng vàng vẫn là một tài sản hấp dẫn đối với các nhà đầu tư khi mà sự biến động chi phối trên thị trường tài chính. Phần tiếp theo sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Trong tuần qua, nhiều phiên giao dịch liên tiếp khiến cho giá vàng tăng tới 400.000 cho đến 600.000 đồng trên mỗi lượng. Mỗi khi giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước lập tức tăng mạnh. Tuy nhiên, khi mà giá vàng thế giới giảm mạnh, vàng trong nước chỉ giảm nhỏ giọt. Sự thiếu liên thông khiến cho giá vàng trong nước thường xuyên cao hơn giá vàng thế giới, trong khoảng từ 13 cho đến 15 triệu đồng trên mỗi lượng. Trong tuần giao dịch vừa qua, dù giá vàng liên tiếp tăng nhưng chênh lệch giá mua vào và bán ra cao, khiến cho người mua vàng vẫn lỗ đến 270.000 đồng trên mỗi lượng. Nhiều chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần cẩn trọng khi mua vàng trong thời điểm giá vàng trên đỉnh cao, đặc biệt là người dân không nên đi vay tiền để đầu tư vàng trong giai đoạn biến động quá lớn. Nhà đầu tư cũng cần thận trọng khi mà đầu tư vào vàng miếng bởi loại vàng này có nguồn cung giới hạn sẽ khiến bị đẩy lên cao. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước ở thời điểm này,
Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay để quý vị và các bạn có thể tiện theo dõi và tham khảo thêm. Nhìn chung thì ở điểm này, giá vàng trong nước trước giờ mở cửa cũng không có nhiều biến động về giá. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn ngay sau đây sẽ là bảng giá vàng chi tiết. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6.920.000, bán ra 6.985.000. SJC Hà Nội mua vào 6.920.000, bán ra 6.987.000. SJC Đà Nẵng mua vào 6.920.000, bán ra 6.987.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6.900.000, bán ra 6.970.000. PNG Hà Nội mua vào 6.907.000, bán ra 6.980.000. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6.915.000, bán ra 6.985.000. Giảm 100.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Hay là giảm 10.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, chiều bán ra không có sự thay đổi nào. Doji Hà Nội mua vào 6.900.000, bán ra 6.965.000. Phú Quý SJC mua vào 6.910.000, bán ra 6.975.000. Tăng 5.000 ở chiều mua vào, tăng 10.000 ở chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6.912.000, bán ra 6.975.000, tăng 2.000 ở chiều mua vào, tăng 5.000 ở chiều bán ra. Mi Hồng SJC mua vào 6.930.000, bán ra 6.975.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có sự thay đổi nào. Tiếp theo sẽ là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6.910.000, bán ra 6.950.000. Ngân hàng SCB mua vào 6.880.000, bán ra 6.950.000. Ngân hàng TP Bank Gold mua vào 6.900.000, bán ra 6.965.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6.895.000, bán ra 6.957.000. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác. Thời điểm này thì giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác cũng chưa có điều chỉnh về giá, hiện tại thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang mua vào 6.920.000, bán ra 6.987.000. SJC Cà Mau mua vào 6.920.000, bán ra 6.987.000. SJC Huế mua vào 6.917.000, bán ra 6.988.000. SJC Bình Phước mua vào 6.918.000, bán ra 6.987.000. SJC Biên Hòa mua vào 6.920.000, bán ra 6.985.000. SJC Miền Tây mua vào 6.920.000, bán ra 6.985.000. SJC Quảng Ngãi mua vào 6.920.000, bán ra 6.985.000. SJC Long Xuyên mua vào 6.922.000, bán ra 6.990.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6.920.000, bán ra 6.987.000. SJC Quy Nhơn mua vào 6.918.000, bán ra 6.987.000. SJC Phan Rang mua vào 6.918.000, bán ra 6.987.000. SJC Hạ Long mua vào 6.918.000, bán ra 6.987.000. SJC Quảng Nam mua vào 6.918.000, bán ra 6.987.000. Tiếp theo sẽ là giá nhận bộ số 9 cùng với một số loại vàng nữ trang SJC khác. Nhận bộ số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5.595.000, bán ra 5.685.000. Vàng 4 số 9 mua vào 5.565.000, bán ra 5.645.000. Vàng 24K mua vào 5.459.1000, bán ra 5.589.1000. Vàng 18K mua vào 4.049.2000, bán ra 4.249.2000. Vàng 14K mua vào 3.106.4000, bán ra 3.306.4000. Vàng 10K mua vào 2.169.2000, bán ra 2.369.2000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.